Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 150 token TFP. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó sẽ nhập kết quả. Ok, mọi người sẽ lần lượt làm các nhiệm vụ này. Join vào group Telegram. Chọn join này. Rồi, quay trở lại, join vào channel. Rồi, ok, quay trở lại. Sau đó là retweet bài đăng ở trên Twitter. Chọn theo dõi. Mọi người kéo lên, chọn like này. Chọn trích dẫn và tag cái tên của nó vào. Ok, chọn tweet lại này. Rồi sau đó quay trở lại bot. Mọi người sẽ join vào Medium này. Rồi mọi người sẽ mở VPN cho mình nhé. Quay trở lại. Rồi, bấm chọn follow này. Ok, bây giờ có thể tắt VPN được rồi. Rồi, sau đó quay trở về bot. Rồi vào kênh YouTube của nó và chia sẻ cái video nhé. Rồi, mọi người sẽ mở cái video này đi. Chọn like này, chọn chia sẻ này. Và chia sẻ lên Twitter. Ok, quay trở lại. Rồi tiếp vào kênh liên kết và retweet bài đăng của nó. Rồi, mọi người bài đăng nó ngay đầu tiên này, mọi người chọn like và retweet. Rồi quay trở lại. Và rồi vào kênh liên kết. Rồi, bấm chọn rồi ở đây nhé. Ok. Rồi mọi người kéo xuống dưới cùng và bấm chọn submit cho mình. Nhập địa chỉ email. Rồi sau đó nhập profiling Twitter. Copy này. Xóa username của nó đi. Rồi sau đó thì mọi người sẽ xem nào. Nhập profiling của Medium nhé. Mọi người copy cái này này. Rồi ok. Và mọi người sẽ xóa từ cái chỗ Medium này, xóa cái username của nó đi này. Sau đó chuyển ra đằng trước, nhập username của mọi người vào. Rồi tiếp theo chọn yes. Tiếp tục là gửi cái profiling của kênh YouTube. Thì mọi người sẽ vào YouTube để lấy profiling. Rồi quay trở về trang chính của YouTube. Đó, và bấm vào kênh của bạn. Rồi sau đó thì mọi người sẽ sao chép cái profiling. Ok, quay trở lại. Dán. Rồi tiếp theo là nó yêu cầu gửi cái đường link mà mọi người chia sẻ cái video của nó. Thì mọi người sẽ vào Twitter cho mình. Bấm vào ảnh đại diện này. Chọn mục hồ sơ. Sau đó chọn tweet và trả lời. Và kéo đến cái video mà mọi người chia sẻ nhé. Thì bấm vào. Rồi, lấy cái video mọi người bấm vào chia sẻ này. Chọn sao chép liên kết. Quay trở lại. Dán. Ok, chọn nhiết. Nhiết một lần nữa. Rồi sau đó nhập địa chỉ ví PEP20. Thì mọi người sẽ vào trước wallet hoặc MetaMask để lấy. Rồi, bấm vào Smart Chain này. Sao chép địa chỉ này. Quay trở lại này. Dán. Ok, sau đó chọn complete. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.